Thưa quý vị, chương trình Alo Đường Dây Nóng nhận được đơn thư của tập thể người dân ở phố Ngô Gia Tự, Long Biên phản ánh. Sau khi thu hồi đất để thực hiện dự án mở rộng đường Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, Long Biên, Hà Nội, chính quyền phường Đức Giang đã tổ chức bán đấu giá 3 mảnh đất có diện tích dưới 10m² mà không bán hợp thửa cho những gia đình bên trong. Sau khi đấu thầu chúng, 2 trong số 3 người trúng thầu những mảnh đất trên đã thực hiện xây dựng những ngôi nhà siêu mỏng để kinh doanh. Điều này không chỉ đi ngược với tinh thần xóa nhà siêu mỏng, siêu méo của thành phố Hà Nội, mà còn tạo ra hình ảnh xấu xí cho tuyến đường mới thông xe, cũng như khiến dư luận không khỏi bất bình, ghi nhận của nhóm phóng viên. Cửa hàng kinh doanh đệm, mút, yên xe nằm trên đường Ngô Gia Tự này vừa được hình thành vài tháng nay. Đây là diện tích do Ủy ban Nhân dân phường Đức Giang quản lý, thực hiện đấu thầu cho cá nhân thuê làm ki ốt. Nhìn căn nhà siêu mỏng này, chẳng khác gì bức tranh xấu xí, tương phản với cả dãy phố khang trang cùng con đường rộng rãi đẹp đẽ nhất nhì Hà Nội. Cách đó số nhà 55 cũng đã hình thành một ki ốt siêu mỏng khác. Do con ngõ chưa đầy 80cm nên gia đình bà Nguyễn Thị Xuyến đành phải thuê thêm 1/2 cái ki ốt có diện tích 7m² ngay trước cửa nhà mình để lấy đường đi lại cho thuận tiện. Nhà cô ở đằng sau mà giải phóng mặt bằng thì là ở đằng trước, kiểu còn đất của nhà hộ đằng trước còn có một chỗ chưa đến 1m mà nói như là tổng tất cả là có 7m. Thế nhưng mà nhà cô làm đơn xin mua thì không được mua, bảo để xây ki ốt để cho thuê. Nó tất nhiên rồi, nếu như mà xây ki ốt lên như này thì nhà cô đấy, coi như là nếu như muốn thì phải đi thuê lại. Còn đây là diện tích cũng chỉ vài mét vuông, đã được phường tổ chức bán đấu giá thành công nhưng chưa tiến hành xây dựng. Theo như phổ biến ban đầu là khi nhà, những gia đình nào phải giải tỏa, nếu còn ít thì sẽ hợp khối và nhượng cho, bán lại cho những hộ đằng sau. Nếu như những hộ đằng sau hoặc là bên liền kề ta không mua thì cái việc đó thì ban dự án mới có quyền, tức là được thu mua lại của người ta. Nhưng như vậy là ban dự án phường Đức Giang và quận Long Biên đã không làm đúng theo cái phổ biến tinh thần của họp của dân khi giải phóng cái mặt bằng. Như vậy tôi kiến nghị lên quận Long Biên rất nhiều lần nhưng quận Long Biên đều không tiếp. Được biết, những mảnh đất được Ủy ban Nhân dân phường Đức Giang cho đấu thầu xây dựng ki ốt và cho thuê đều dưới 10m². Những mảnh đất này được hình thành vào năm 2010 sau khi đường Ngô Gia Tự được mở rộng. Và thay vì bán hợp thửa cho những hộ phía trong để tránh nhà siêu mỏng, siêu méo, thì Ủy ban Nhân dân phường Đức Giang đã làm tờ trình lên Ủy ban Nhân dân quận Long Biên xin chủ trương đấu thầu xây dựng và cho thuê 5 năm một. Sau khi mà thực hiện cái dự án giải phóng đường Ngô Gia Tự thì có một số cái ô đất mà sau khi mà không theo quy định là không hợp thửa được thì Ủy ban quận là có cái thu hồi, và thu hồi sau khi thu hồi xong thì để giải quyết vấn đề siêu mỏng siêu méo ở phố Ngô Gia Tự cũng như là phố Ngọc Lâm thì Ủy ban quận là đã có cái phương án phê duyệt cái phương án tổng mặt bằng. Phương án thì đã được phê là ngày 20 tháng 12 năm 2013 tại quyết định số 8559 về việc là thực hiện là xây dựng và quản lý khai thác. Thì nội dung phương án nghĩa là tổ chức cho các hộ dân là đấu thầu để nộp tiền và xây dựng ki ốt, sau đó thì được sử dụng trong thời hạn là 5 năm. Trước kia cũng đã để cho các hộ dân tự thỏa thuận rồi, nhưng tại thời điểm hiện nay tôi về quản lý thì cũng chưa nhận được cái ý kiến nào của hộ dân liên quan đến việc là xin hợp thửa đối với cả diện tích này. Tuy nhiên cái nội dung này thì chúng tôi cũng sẽ báo cáo quận để xin phương án đấy, quản lý thôi. Còn nếu mà đúng theo quy định thì chúng ta phải thực hiện theo quy định. Ki ốt thì là mới nhưng vì là quá trình đấu thầu nó khoảng từ năm 2013-14 gì đấy, tôi cũng đấy, khoảng năm đó, sau đó thì nó tồn tại. Xong mới đây bắt đầu mình xây dựng chứ không phải là đấy, khoảng 2015 thì 14 thì bắt đầu mình xây dựng thì phải. Trong khi chủ trương xóa nhà siêu mỏng siêu méo đang làm nhiều cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội phải đau đầu tính toán thì tại phường Đức Giang, quận Long Biên lại đi ngược lại với chủ trương tốt đẹp ấy. Thiết nghĩ các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội cần vào cuộc để xử lý dứt điểm sự việc, tránh gây bức xúc trong nhân dân, dẹp bỏ hình ảnh xấu xí cho con đường vừa được thông xe, cũng như tránh tiền lệ xấu cho những dự án mở rộng đường có thể hình thành như căn nhà siêu mỏng, siêu méo hợp pháp về sau này.